Rồi, em Trường xin chào anh em nha. Hôm nay lên trên này mình con xe chở đồ rồi anh em. Đó, City. Thằng này là đúng gặt City Nhật luôn nha anh em. Giấy Honda luôn nha. Đó, Honda City đàng hoàng. Đó, trong cà quẹt nó không phải là để đa lim nha anh em. Nhưng mà City thì nó có hai dòng đa lim và Honda, thằng nào xài cũng ngon hết. Nhưng mà cái giấy Honda thì nó sẽ giá trị hơn nha anh em. Thì con này bán cho anh em mình cày bừa thôi, giá 11 triệu ha. Máy móc thì chủ xe người ta làm ngon im rồi. Đó, đầy bọng đầy đủ nha anh em, đầy bọng càng đèn này đủ, anh em về chỉ việc đổ xăng rồi đi thôi. Bình nó hơi yếu hơi nhựa ha. Bô này là bô bô xẹp luôn nha anh em, bô xẹp của nó luôn nè, 1985 nè, thấy chưa. À, cái bô nó nổ cái tiếng nghe giòn đã lắm. Chở đồ để cái bô này là đúng bài. Cái tay nhỏ chứ ta. Cái tay nó nhỏ quá nè, với cái bình nó đầy nó hơi nhựa nè. Chỉnh lớn lớn xíu đi. Lớn xíu đi. Sườn bọng đồ bao anh em mình là ngon im ha, không có bị mục hoặc gì nha anh em. Sườn bọng là anh em mình cứ yên tâm, không có bị mục sườn hoặc xé sườn gì đâu. Đó, bao anh em mình về chở đồ thoải mái luôn. Đây, đầu nòng còn đúng đầu nòng City này ha. Nó đúng đầu nòng City đàng hoàng. Dàn câm thì ta cũng mới bắt dàn câm mới anh em. Dành cầm em thấy ra sáng tưng nè, bắt mới rồi. Còn liền lạc lắm, xe còn liền lắm. Về chở đồ là ok luôn á. Để em sạc cái bình lại cho nó nóng đầy phát nổ ha. Đó, ba ga sắt nè. Đó, phụt thì anh em ta xài phụt Magic. Đó, phụt này mới đúng bài phụt tải đồ nè ha. Phụt Magic. Biển 4 số của Sài Gòn nha anh em. Giấy tờ đầy đủ hợp lại hết. Đó, nó có giấy chính chủ luôn á. Có giấy mua bán của chủ xe đàng hoàng đầy đủ hết nha anh em. Nói chung là rất hợp lại, rất là ok luôn. Giá 11 triệu à. Anh em mua chở đồ là khỏi phải bàn rồi. Xe Nhật mà. Nó nói về tải đồ là không có thằng nào mà qua nói City gì đâu. City này sườn bọng nó cứng chắc lắm. Chứ cái bạc gai sắt cái sao nè. Nó chở được đồ nhiều lắm. Đó, anh em nào mà có nhà bán gạo, lúa gạo hoặc là co phân đồ kia đó, mua con này về chở đồ thì khỏi phải bàn ha. Cái bạc gai này chở rất là nhiều đồ luôn. Rồi, City 11 triệu, giấy Honda. Đó, anh em nào kết con này thì alo cho em Trường chốt ha. Số điện thoại em Trường 0961 374 375. Đó, anh em muốn cần hình ảnh chi tiết thêm thì inbox Zalo em gửi cho anh em coi thêm ha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye.